Tướng Vũ Đèo Phúc Tấn xin chào toàn thể các quý khách hàng ạ, và chúc các quý khách hàng một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay Tướng Vũ Đèo Phúc Tấn em giới thiệu với tất cả các quý khách hàng một tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật ạ, một tác phẩm chất liệu bằng gỗ hương ta, hương Gia Lai và hàng đục rất là kênh bong sắc nét ạ. Và trước tiên thì em xin đọc kích thước của tác phẩm với kích thước chiều cao là 91, ngang là 39 và chiều sâu là 24. Đấy, tác phẩm này thì bên em đang sông trầm ấy chị nhá. Là một tác phẩm đang sông trầm, khói trầm chảy rất là đẹp ạ. Đấy, và những cái mùa lạnh lạnh anh chị có thể sông trầm vào để tạo ra cho một cái không gian phòng khách nhà mình rất là ấm cúng và nhìn rất là đẹp. Anh chị nào thưởng trà thì ngắm những tác phẩm sông trầm như thế này thì đẹp mê ly luôn ạ. Đây anh chị nhìn cái khói trầm nó chảy rất là đẹp luôn này. Đấy. Và anh chị nào lấy tác phẩm này thì bên em sẽ có tặng kèm cho anh chị 5 nụ trầm. Để về anh chị không phải trầm, có nghĩa là cái nụ này của em là nụ ngọc am, không phải nụ trầm. Đấy. Vì nụ trầm thì toàn nụ nó không không thật. Ngọc am là nó thật, màu thơm nó dễ dễ chịu. À, rồi em quay chi tiết tác phẩm này cho anh chị ngắm về tác phẩm ạ. Và đây trên này thì em có đục tán tùng này. Đấy, đường dưới gốc cây tùng, tùng này tùng em và tùng tre. Đục xoáy tròn như cái hình đồng tiền nhé. Rất là đẹp. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với chị một cái nét mặt cái diện mặt của Phật. Đây ạ, đây cái diện mặt của Phật đây ạ, rất là đẹp ạ, cười rất là tươi. Đấy, anh chị nhìn thấy cái nét mặt đây em quay ngang ra chậm chậm chi tiết giới thiệu cho anh chị về cái nét đục mà mặt Phật của bên em đấy ạ, đục rất là đẹp luôn ạ. Đấy, từ những cái búi tóc này, từ cái tai Phật này bên em đục khá là đẹp ạ. Và dưới này em đục có những cái tà áo đây ạ, đấy, tà áo, những cái nếp áo của Đức Phật thì bên em làm chế tác cũng như như thật luôn anh chị nhá, như là thật luôn ạ. Và đây ạ, một tay của Đức Phật có cầm một cái đài sen. Đấy, đẹp không ạ? Một cái đài sen này rất là đẹp này. Đấy. Những cái tà áo, anh chị nhìn thấy tà áo em đục rất là mượt mà nhá, rất là đẹp nhá. Và bác làm một chương tác phẩm này vào trong nhà thì sẽ tâm nó rất là bình an đấy ạ. Và tâm nó rất là thảnh thơi và bình an, lúc nào hướng về Phật thì tâm lúc nào cũng trong sáng và bình an này. Và dưới đây thì em có chế tác hai chú tiểu đồng. Đấy, hai chú tiểu đồng này là tượng trưng cho người đang đi bái Phật đây. Đấy, đi đi trên cao để bái Phật. Dưới này thì em có đục những cây tùng xen kẽ với những cái núi đá. Đó. Đấy, trầm chảy rất đẹp đấy, chị thấy không? Phương trầm chảy. À đấy. Đấy, lụ lụ chảy đẹp không ạ? Rồi em sẽ quay mặt đằng sau để giới thiệu cho anh chị ở cái mặt đằng sau của tác phẩm này, mặt gỗ đằng sau đây ạ. Và đây, mặt gỗ đằng sau. Đây là cả cái mặt gỗ mặt sau rất là phẳng và đẹp các chị nhá. Đó. Phẳng và đẹp luôn này. Đấy, các thế nũa đằng sau phẳng và đẹp. Nó không hầm hố bên trong mà nó mặt này nó chảy phẳng xuống đây. Đây là mặt đằng sau ạ, hàng của em hàng liền 99,9% các chị nhá. Đấy. À. Hàng này rất là đẹp đẹp luôn ạ. Và em sẽ quay nghiêng ra mặt nghiêng để cho anh chị ngắm được cái mặt nghiêng này. Đấy. Quay những mặt nghiêng mặt mặt đứng và mặt nghiêng để cho anh chị thấy rõ hơn toàn bộ cái tác phẩm. Và anh chị nào thích tác phẩm và muốn sở hữu tác phẩm thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại của bên em ạ. Số 0389 ạ, 889968 đây anh chị nhá. Và địa chỉ ở chỗ em là làng nghề Mộc Đông Dao Cẩm Giàng Hải Dương. Anh chị nào gần cái địa chỉ này thì có thể ghé qua làng nghề em tham quan và cũng như là ghé qua nhà em để ngắm các tượng gỗ đẹp của bên em ạ. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều đã đến xem clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ của bên em ạ. Em xin đọc lại kích thước của tác phẩm này. Kích thước chiều cao với
chiều cao là 91, ngang 39 và sâu 24. Đấy, anh chị nào mới xem clip của em lần đầu thì anh chị hãy nhớ đăng ký kênh YouTube và ấn vào nút chuông để được nhận thông báo sớm của kênh YouTube Mỹ Nghệ Phúc Tuấn của bên em ạ. Và em xin chào và hẹn lại các bác, hẹn gặp lại các bác vào clip tiếp theo đặc sắc và những tác phẩm mới để giới thiệu với tất cả các quý khách hàng ạ. Và em xin chào và hẹn gặp lại.